kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình giao lưu văn nghệ cho buổi tiệc Happy Birthday dành cho thiên thần nhỏ bé gan của chúng ta nhé. Và để liên tục chương trình, xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Sang sẽ cùng tiến về sân khấu và giao lưu với chương trình. Dạ, xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Sang ạ. Rồi sau cái khúc này, xin trân trọng kính mời tiếng hát của chị Thu Hà chuẩn bị cho mình một nhạc phẩm yêu thích để giao lưu. Để trở lại chương trình và ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị và khách một tác phẩm được mang tên Vì Đó Là Em. Và quý vị và khách cùng thưởng thức ạ. Rồi từ đó, ta yêu em không ngày ngờ.
rồi từ đó trong bước chân nhẹ gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dài cuồng, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe buồn gì, nghe trong ta quên đi lòng sầu thần. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em khi chỉ biết đó là em. Nghe trong ta quên đi lòng sầu thần, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em khi chỉ biết đó là vâng. Xin cảm ơn tiếng hát giao lưu của anh Sang rất là nhiều qua một nhạc phẩm Vì Đó Là Em. Rồi em xin chào kính mời một vị khách nữ đầu tiên, đó là chị Thu Hà sẽ cùng tiến về sân khấu và giao lưu với chương trình ạ. Dạ cho phép chị Thu xin hỏi chị Thu Hà đang ngồi ở vị trí nào ạ? Dạ ca sĩ Kenso đúng không ạ? Dạ rồi và một lần nữa xin cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị ơi, hiện tại trên tay dự thu danh sách của quý vị đăng ký đã tạm hết và chưa bán được vé nào quý vị. Và ngày hôm nay xong MC bán vé ế quá à. Nên rất mong tại thầy quý vị ơi, chúng ta hãy cùng lựa chọn cho mình những nhạc phẩm yêu thích để cùng giao lưu với chương trình nhé. Và âm thanh ánh sáng Điện Từ Sơn đã có hỗ trợ màn hình ở phía trước mặt cho tập thể quý vị để cùng được giao lưu rồi ạ. Rồi xin chào kính mời vị khách tiếp theo ạ. Chúng ta có thể xung phong tiến về sân khấu và giao lưu. Một lần nữa xin chào kính mời. Dạ rồi em xin chào kính mời ạ. Rồi xin chào kính mời.